Action! Okay, good. Oh, I got. Tham giờ Sài Gòn Tôm là tháng 7 2022. Vui chứ đúng không? Sài Gòn Tôm nhưng team du lịch nhưng mình team top 4 mình dự bị nữa. Kiểu như là người mà tiền nhiệm á thì đang đánh tốt mà em không biết. Lúc đó em chưa biết lý do là tại sao mà gặp vấn đề luôn. Quý từ cái lúc mà team em chưa tuyển Quý ấy, thì lúc đó Quý đang kiểu như là Quý đang đánh hay. Xong từ lúc vào team thì càng ngày càng đi xuống chứ không đi lên nên nữa. Lúc mà Zero trên em thấy Quý quá yếu, nhưng mà lên sân khấu lại khác mà em cũng chả biết như nào. Em chỉ muốn nói với nó là trên team đừng có hơi ngáo gì quá, làm khổ mọi người. Lúc trên team tụi em sẽ chết lắm. Anh Tita nói với em rất tâm đắc, Quý là một người hay học hỏi nhưng mà tiếp thu được hay không thì anh không biết. Thì em cảm thấy câu đó đúng. Lúc mới vô team thì có Lê Bánh, nó cọc nhiều á. Kiểu như là lúc trước chơi game hay cấu gắt với lại đồng đội cái thứ này, thì bây giờ mình đã không còn cấu gắt nữa mà mình múc luôn. Đấy, em giỡn chứ bây giờ mình không còn cấu gắt nữa đấy. Action! Là có đạp thẳng không? Ready đi. YouTube, Sand Street. 3, 2, 1, action. Okay. Action! Ví dụ mà em bóp đội thì em đội kêu sao làm gì với các thứ, làm gì với đang làm gì vậy không à. Mọi người mọi người bóp em cái em ngồi em cười không. Như là có một tình huống trong game tiếng hoa em cầm floor, tiếng hoa cầm jeep, lăn vô địch 4 người mà có mình em, xong cái em chết trong đó, cái em ngồi em cười. Em không biết là sao. Người hay góp ý người khác là chắc là Khoa hay góp ý Zero là cá nè, Vân nè, em nữa. Cái này mới gì nè, mới kéo lên lại, nhìn bên phải. Đây đó Khoa. Vân á. Chào rồi đấy. Chào Vân. Chính em cũng hay đặt cho mình biệt danh là xạ thủ số 10, tại sao lại có cái biệt danh này? Kiểu mọi người hay so sánh em nhiều quá nên là em tự nhận số 10 luôn để đỡ khỏi phải bị so sánh. Khi 10 điểm thì chắc em 5 điểm thôi. Có so sánh nghe không có bằng được, không giờ mà. Không, cái này em chắc là nói thật á. Không bằng nên là em mới suy nghĩ là mình phải bằng người ta. Kiểu như em gặp người này đi, người ta so sánh em với người đó thì em kiểu em cố gắng để em vượt qua người đó. Đó là cũng là cách luyện tập của em. Bởi vì khi chứng minh tốt nhất thì chỉ có kiểu như là vô địch thế giới. Nhưng mà không ai nói với nhau cái điều đó hết. Chỉ là trong lòng mỗi người đều cảm nhận được là mình phải vô địch quốc tế. Nếu mà đợt IBL sắp tới mà tụi em vẫn vô được đánh sân khấu thì tụi em vẫn làm cái đấy. Thì mình sẽ cố gắng động viên các thứ, tinh thần đồng đội của mình ở dưới là fan của mình chẳng hạn đấy. Cho mọi người có một cái tinh thần thi đấu tốt. Kiểu như ví dụ mà em được đối đầu với Bacon đi, ai làm lâu hơn, xem ai làm lâu hơn ở cái lúc mà tụi em tập lại với nhau. Đánh xuống, ai chân vô địch, không về Sài Gòn mà thôi. Tôi không nói đi, tôi không biết nói gì nữa. Sài Gòn mà thôi. Tôi xin tuyên bố đương kim vô địch của giải đấu IPL 2023. Xin được gọi tên. Mọi người ơi đi ăn đâu nhỉ? Ở lại. Mọi người ơi đi ăn đâu nhỉ? Là gì trời? Không. Quý đi ăn gì? Ok. 3, 2, 1 bắt đầu. Quý đi ăn gì? Ăn lẩu thái. Nhìn này sao vậy chứ?